Sau đây là thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm test nhanh COVID-19, sản phẩm dành cho cá nhân tự sử dụng, xét nghiệm bằng dịch ngoáy mũi, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Humacyte Vina. Sản phẩm xét nghiệm tại nhà Humacyte Home Test được đóng gói theo các quy cách 5 test 1 hộp và 25 test 1 hộp. Lưu ý, trước khi tiến hành xét nghiệm, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thực hiện đúng theo hướng dẫn. Rửa tay thật kỹ trước khi sử dụng bộ xét nghiệm. Nếu bộ xét nghiệm được giữ lạnh, hãy để ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút trước khi sử dụng. Nếu người sử dụng từ 3 đến 14 tuổi, phải có sự giám sát của người giám hộ. Dụng cụ cho một lần xét nghiệm bao gồm tăm bông lấy mẫu, dung dịch đệm và nắp lọc, khay xét nghiệm. Ngoài ra cần phải tự trang bị túi đựng rác thải. Đối với dung dịch chiết mẫu, vẩy ống nghiệm theo chiều hướng xuống dưới để dồn toàn bộ dung dịch tách chiết xuống dưới đáy ống nghiệm. Mở ống nghiệm và giữ ống nghiệm trong khay đựng. Phương pháp lấy mẫu. Tìm vị trí peel here là vị trí để mở tăm bông. Đưa đầu tăm bông vào một bên mũi khoảng 2 cm, xoay tăm bông và cọ sát vùng niêm mạc khoảng 5 lần rồi rút ra. Thực hiện tương tự cho mũi còn lại. Nhúng đầu tăm bông vừa lấy mẫu vào dung dịch đệm, đưa đầu tăm bông lên xuống khoảng 10 lần. Khi lấy tăm bông ra khỏi ống nghiệm, bóp nhẹ thành ống nghiệm và tăm bông để lấy được hết dịch chiết. Gắn nắp lọc vào miệng ống nghiệm. Nhỏ 3 giọt dung dịch chứa mẫu xét nghiệm vào ô chứa mẫu. Chú ý, nhỏ đủ 3 giọt. Chờ và đọc kết quả sau 15 đến 20 phút. Kết quả được cho là âm tính khi không xuất hiện vạch màu nào tại vạch xét nghiệm T, xuất hiện vạch màu đỏ tại vạch chứng C. Kết quả được cho là dương tính khi xuất hiện vạch màu đỏ tại cả vạch chứng C và vạch xét nghiệm T. Kết quả là dương tính kể cả khi vạch màu ở T mờ nhạt. Kết quả được cho là không hợp lệ nếu không có vạch màu nào xuất hiện ở vạch chứng C. Sau khi sử dụng, tất cả các thành phần của bộ test phải được bỏ đi chung với túi rác thải. Sau khi hoàn tất, rửa tay thật kỹ bằng xà phòng hoặc nước rửa tay. Xét nghiệm này nhằm mục đích sàng lọc ban đầu nhiễm coronavirus bằng cách phát hiện kháng nguyên COVID-19, nhưng không được sử dụng làm tiêu chí duy nhất để xác định nhiễm SARS-CoV-2. Các phương pháp khác và thông tin lâm sàng, bao gồm dấu hiệu và triệu chứng, nên được sử dụng để xem xét và chẩn đoán.